hôm nay mình lại có một video hàng nữa rồi ha. Thì mọi người cùng khám phá xem là đơn hàng của bạn nào. Đầu tiên là đơn hàng của em Nguyễn Nguyên. Thì em có đặt bên mình là một combo sim chính hãng của Nhật. Thì combo này hầu như là không hề có lỗi, chỉ có 90.000 thôi. Và được kèm 10 cái bao bì ha. Thì combo này mình sẽ phối lại sau cho các bạn mua. Tiếp theo thì em có lấy một em ma trắng như thế này, rất là mềm và chậm tăng. Tiếp theo thì đây là cái bao bì mà mình kèm cho em một cái phần quà ha. Mình cảm ơn em đã mua hàng và lần đầu tiên mua hàng thì mong em có trải nghiệm tốt. Qua đây thì mình có đơn hàng của em Ngọc Ánh. Thì mình rất là thích em này luôn, em nói chuyện cực kỳ là dễ thương ha. Thì em đặt những cái món, đầu tiên là một cái mạng thầu của QT, một cái bánh bao, một cái bánh cháo quẩy này, một cái em gấu này, rất là mềm và chậm tăng ha. Hầu như các bạn mới shop mình đều thích cái mẫu này. Một em bánh dứa và một em kem tươi thì mình về được một cây thôi. Và đây là ép cha và những cái bao bì mình kèm. Tiếp theo là đơn của em Cát Tường. Thì em đã mua bên mình chắc cũng hơn 10 lần rồi á. Thì đây là những cái mẫu chính hãng mà em đã lấy. Một em bô, một em gấu và hai em này. Một em bánh mì ốc chính hãng có kèm bao bì, một cái bánh khối và những cái xiên. Thì mọi người thấy trên video mình edit khá là nhanh luôn ha. Thì mong là mọi người thông cảm giùm mình. Và Kỳ Lân, hai em nhỏ và em có lấy là cái bánh ốc mì xiên chậm tăng luôn á. Thì đây là bao bì mình kèm cho em. Và tiếp theo là đơn của một em có tên là Cảnh Nhi. Thì em cũng đã cọc cạc cho mình rồi ha. Em có lấy một cái trái dâu nè, một em gấu và hai cái xiên em thỏ. Em thỏ này. Và em có lấy phô mai và quýt. Thì mình edit khá là nhanh cho nên là mình nói không kịp luôn á. Thì đây là bao bì và phần quà mình tặng cho em. Tiếp theo là đơn của em Anh Thư. Em đã ủng hộ bên mình rất là nhiều ha. Thì cái shop này mình có là mình sẽ rải lên cho các bạn. Và hộp thì hiện tại nhà mình hết sạch luôn á. Thì ở đây em có đặt rất là nhiều nước si to. Và em này đã cọc cạc cho mình rồi nè. Thì đây là mini ha. Thì các video báo giá của mình cũng như những cái video trên kênh đó thì không biết là các bạn thấy là mình edit như thế nào. Thì mọi bạn có thể cho mình một cái comment nhận xét ở dưới video để mình có thể khắc phục ha. Còn về cái phần decor, đèn các kiểu thì mình đang rất là cố gắng. Thì mình đang cố gắng để mà decor làm mong là mình sẽ góp ý cho mình ha. Quay trở lại đơn của em này, thì đơn của em này đặt cũng rất là nhiều. Có nhiều bạn khách, bạn đồng hành cho mình từ lúc mà mình mới bán luôn á. Mình cảm thấy rất là yêu quý bạn và mình rất là cảm ơn các bạn ha. Thì mình sẽ cố gắng chuẩn bị những cái phần quà mà thật là đẹp và thật là xứng đáng với những cái bạn mình đã ủng hộ bên shop của mình nè. Thì đơn em này rất là lấp lánh luôn ha. Nhưng mà cái ánh sáng không có được tốt á, thì mình mong là mọi người có thể bỏ qua. Và mình cũng thấy là nó cũng khá là ok á. Thì đây là những cái gấu hai hen mà em đã đặt. Bên shop mình thì còn gấu hai hen loại to và loại mini. Thì mọi người lưu ý đây là gấu hai hen mình nhập cả lô về, chứ không phải là mình lấy hàng của mình đã chơi rồi mình đem bán ha. Thì đây là phần quà mình tặng cho em, mỗi bạn sẽ được một phần. Và đây là phần kẹo, đây là bao bì mình kẹp ha. Rất là xinh nha, mình rất là cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ hàng của shop của mình nè. Thì mình sẽ cố gắng về những cái phí xin mẫu mới và giá khá là rẻ để cho các bạn mua ha. Thì mình mong là mọi người có thể ủng hộ kênh của mình được 500 suất. Thì 500 suất mình sẽ ra một cái mini game free toàn bộ cho mọi người nè. Mọi người không cần mất một cái đồng nào hết trơn á. Mọi người chỉ mất 5 giây để mà nhấn đăng ký thôi ha. Đây là hai cái em gấu mà em đã để cho em trong cái đợt này.